một loạt mẫu ô tô Trung Quốc thâm nhập thị trường Việt Nam. Có thể thấy ô tô Trung Quốc đang thể hiện quyết tâm chinh phục khách hàng Việt trong lần thứ ba trở lại. Có nhiều tiến bộ rõ rệt từ mẫu mã đến chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, cùng với tâm lý e ngại của người dùng và việc định giá bán trên trời, nên gặp khó và rất chật vật trong việc thuyết phục khách hàng rút ví. 1. Havan Havan là thương hiệu ô tô thuộc tập đoàn Great World Motor của Trung Quốc, xuất hiện trên thị trường vào tháng 8 năm 2023. Thời điểm đó, hãng này giới thiệu mẫu Havan H6HEV, thuộc phân khúc SUV cỡ trung, được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, đặc biệt là động cơ hybrid. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tuy nhiên, với giá bán công bố lên đến gần 1 tỷ mốt, khiến người tiêu dùng Việt Nam ngao ngán. Chỉ cần số tiền 800, đến 900 triệu người dùng có thể mua được những chiếc SUV cùng phân khúc, thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ vốn đã phổ biến và tin cậy. Định giá cao, cạnh tranh không nổi. Nhà phân phối đã liên tục giảm giá Havan H6 HEV gần 300 triệu. Hiện nay giá xe bán tại đại lý chỉ còn 850 triệu, nhưng lại càng làm người tiêu dùng mất niềm tin. 2. Linhco. Linhco là thương hiệu thuộc tập đoàn ô tô Geely Trung Quốc, thâm nhập vào thị trường Việt Nam từ cuối năm 2023. Linhco gia nhập thị trường Việt Nam với 3 mẫu xe gầm cao, bao gồm 01, 05 và 09. Trong đó 01 thuộc SUV hạng C, giá 999 triệu. 05 thuộc dòng SUV cúp hạng C có giá bán 1 tỷ 6, và 09 thuộc phân khúc SUV hạng D có giá bán 2 tỷ 2. Các mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, với giá bán treo cao, khiến người tiêu dùng Việt Nam choáng váng. Đặt câu hỏi với một số khách hàng, có sẵn sàng chi tiền tỷ để mua những chiếc ô tô Trung Quốc này không, đều nhận được cái lắc đầu. Cho dù có thiết kế ngoại hình đẹp, nội thất nịnh người dùng bằng loạt công nghệ hiện đại, và sử dụng động cơ thân thiện môi trường, nhưng xe thương hiệu mới lại, có giá bán đắt đỏ, lại chưa đủ thời gian để trải nghiệm, đánh giá về chất lượng nên chẳng dại gì chi cả đống tiền để làm chuột bạch. Trong khi đó, với số tiền 1 tỷ đồng, hoàn toàn có thể lựa chọn mua một chiếc xe SUV hạng C của các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Với số tiền 2 tỷ hai khách Việt có thể mua được cả xe sang như BMW, Audi những thương hiệu xe sang đẳng cấp thế giới. 3. Hai ma ra mắt thị trường Việt Nam cùng thời điểm với Linh Co là hai ma 7X và 7XE. Hai Ma là thương hiệu ô tô của công ty Hai Ma Automobile Holding, chuyên sản xuất ô tô truyền thống và ô tô năng lượng mới ở Hải Nam, Trung Quốc. Hai Ma 7X là xe động cơ xăng, thuộc phân khúc MPV cỡ chung, cạnh tranh với Toyota Innova Cross và Hyundai Castin, có giá bán 865 triệu. Còn Hai Ma 7XE là xe thuần điện, cũng thuộc phân khúc MPV cỡ chung, có hai phiên bản với giá bán 1 tỷ 1 và 1 tỷ 230 triệu. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc với giá bán cao nhưng trang bị tiện nghi nghèo nàn và mang thương hiệu nội địa Trung Quốc, khiến người tiêu dùng Việt Nam không khỏi bất ngờ. Nhất là với hai phiên bản thuần điện, còn hạn chế trong phạm vi di chuyển vì không có sẵn hệ thống chạm sạc. Cái kết đã được dự báo ngay là sẽ chẳng thể cạnh tranh nổi. Do khó bán, hiện mẫu 2 ma 7 xe đã phải giảm giá sâu tới 130 triệu. Đến nay, cả ba thương hiệu này không công bố doanh số bán hàng tháng tại thị trường Việt Nam. Hỏi những doanh nghiệp và đại lý bán xe, không bao giờ được cung cấp con số bán hàng cụ thể. Tuy nhiên, theo các nguồn tin nội bộ tiết lộ, thì doanh số bán của ba thương hiệu này chỉ dừng lại ở hai con số, tính từ khi gia nhập thị trường đến nay. Trong số đó có nhiều xe, người mua cũng chính là người bán. 3. MG Mới đây, Tập đoàn ô tô Thượng Hải SAIC Motor đã chính thức giới thiệu mẫu MG4EV tại thị trường Việt Nam. MG4F là mẫu xe thuần điện thuộc phân khúc SUV hạng B, được phân phối theo dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc với hai phiên bản đeo và lux, phiên bản đeo có giá 828 triệu còn phiên bản lux có giá 948 triệu. với giá bán như này, kèm theo hạ tầng sạc chưa phát triển, dự báo lại đi theo vết xe đổ của các thương hiệu kể trên.